Hello, chào mừng mọi người đã đến với chương trình Làm Nóng Cùng Miêu Mập. Và hôm nay khách mời kỳ này đó là anh Cua. Anh Cua là một người bạn lâu năm của mình, trồng cây rất là giỏi, rất là tốt luôn. Cái gì vô tay ảnh là cũng trái xum xê, bông đầy cành. Nhân dịp ảnh đi về quê mình đã bút ảnh vô đây để xạ cho mình một mớ mai. Bắt tay làm việc. Nắng xuân năm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cũng trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng mai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắng say, một mùa xuân bao thắm tươi. Dịu dàng sao hương sắc xuân, hát cùng em khúc tình ca. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những nắng mai vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao con chúc yên lành. Để đánh dấu xuân xuân ơi xuân đã về, con muốn làm gì đánh dấu đi, khổ vậy trời. Nữa kìa, cảm ơn Biên nghe. Trời ơi trời, vàng có nụ này đánh dấu đất dùng luôn ta ơi. Ai